Thôi FX, hôm nay chúng ta tiếp tục tham gia Europe các bạn nha. Vẫn là đi săn và dự án hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn cũng đến từ một dự án rất là đình đám ha. Chính là của thằng Starware, dự án Starnet ha, một layer 2 ở trên Ethereum. Starware đã từng gọi được vốn vào khoảng 260 triệu đô. Kèo này thì cũng khá lâu rồi các bạn. Tuy nhiên hôm nay mới share lý do là lúc trước nó chạy bản testnet đó. Rất chi là lỗi ha. Thứ nhất là lỗi chậm đủ thứ đều hết. Hiện tại vẫn còn lỗi chứ không phải là hết, nhưng mà hiện tại mình thấy thời điểm nó đã thích hợp ha. Nó đã bắt đầu ra mainnet rồi và những dự án trên testnet của nó chạy cũng khá là ổn định nên quyết định làm luôn. Và kèo này thì mình sẽ chia ra thành hai phần rất rõ, tất cả mọi người đều có thể tham gia các bạn nha. Kèo thứ nhất là mình sẽ chạy ở trên testnet tham gia nhưng ở trên phiên bản thử nghiệm ha và hoàn toàn miễn phí. Và anh em lưu ý ha, không nhất thiết là các bạn phải tham gia tốn phí các bạn mới nhận được Aerobe ha. Thông thường những dự án lớn á, những cái layer á, ví dụ như Zcash, Arbitrum hay là Starknet này nọ vân vân ha, thì theo mình nghĩ nó sẽ có hai cái nhánh riêng biệt, ví dụ như là Starknet và Mainnet. Nếu mà Aerobe phát thì nó sẽ phát cho cả hai thôi, còn vấn đề nhiều ít gì đó thì tính sau các bạn nha. Nên không nhất thiết là phải có tiền mới tham gia được, và đặc biệt tham gia những kèo này thì hơi bị tốn tiền đúng không, nếu mà thao tác ở trên Mainnet. Rồi ở video này thì Starknet các bạn nha, miễn phí hoàn toàn, tất cả mọi người đều được tham gia. Thì nói chung là tham gia Aerobe thì khi nào có tiền thì tham gia theo kiểu có tiền, còn không thì cứ miễn phí các bạn ha. Mình lấy thời gian để mình đánh đổi. Và kèo này thì trước khi tham gia cũng nhắc nhở mọi người một tí, đó chính là cần phải tĩnh tâm các bạn nha, chứ không là hơi bị bực bội ha, rất chậm. Ok, thôi rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chi tiết từng bước một nè. Đầu tiên để tham gia thì các bạn cần phải có một cái ví. Ví ở đây á, hai cái ví chứ không phải một cái ví. Ví thứ nhất là ví MetaSmart. Ví này thì chắc chắn ai cũng có rồi đúng không? Còn cái ví bắt buộc phải có khi tham gia trên Starnet là các bạn chọn một trong hai nữa. Thứ nhất là thằng Azenix hoặc là thằng Ravo ha. Ở đây mình chọn thằng Azenix đi. Đúng không? Ví này xài thấy cũng ổn rồi. Rồi tải thôi các bạn, có đầy đủ phiên bản ha, cho Chrome hay là Firefox này kia có đủ hết. Còn ông nào mà xài trên điện thoại á, thì có thể sử dụng thằng Ravu các bạn nha. Tại thằng này mình thấy nó có phiên bản cho app rồi nè, cho Android và iOS. Còn ai xài máy tính thì ưu tiên xài thằng Azenix. Về bản chất cái ví thì giống nhau thôi, không có gì khác biệt đâu. Giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn tạo ví luôn. Rồi sau khi bấm tải về thì rít quá vẹt thôi. Tạo mới luôn các bạn nha, không có sao lưu khôi phục gì hết nha. Rít quá vẹt. Có nhiều bạn là dự định sẽ làm gì, sẽ lấy 12 cụm từ khôi phục của thằng ví chút quá lẹt này kia là chuyển qua đúng không, khỏi đi các bạn. Tạo mới luôn, tại vì sao lưu qua vậy nó hay bị lỗi. Mình đã thử rồi ha, kèo này tôi làm cũng có khi là cả 6 tháng trước rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ làm hết, làm giữa chừng bỏ, rất mất thời gian. Nhưng mà bây giờ phải lấy thời gian mà đi đánh đổi thôi các bạn nhé, đâu còn gì để mất đúng không. Rồi tải ví xong, bây giờ mình show hết cho mọi người luôn, tại vì ví này em bắt nữa mình cũng sẽ bỏ ha. Đây cái ví của bạn tạo, hiện tại khi các bạn tạo ví ha là nó đợi tầm cỡ chắc khoảng 10 15 phút gì đó nó mới kích hoạt ví cho các bạn. Đây đang chạy nè đúng không. Một điểm lưu ý khi tạo ví là gì, khi tạo mình cần phải sao lưu 12 cụm từ khôi phục. Thì bây giờ sau khi sao lưu đâu, các bạn tạo xong sao lưu vẫn được ha, click vô đây nè ha, recovery cho nó hiển thị 12 cụm từ khôi phục sao lưu. Đây là bước thứ nhất ha, một quan trọng ha. Và cái thứ hai cần sao lưu nữa là gì, là reverse key, rất quan trọng các bạn nha. Reverse key thì các bạn có thể lấy ở tại cái mục ba chấm của từng ví nè. Export reverse key, nhập mật khẩu, lưu cả hai các bạn nha. Tại sao? Vì 12 cụm từ khôi phục là dành cho một cái ví, nhưng mà trong cái ví đó có thể tạo n ví con, 1 2 4 5 6 100 ví cũng được nữa. Và mỗi một ví con như vậy nó sẽ có 12 nó có một cái dãy reverse key riêng ha, nên em cần phải sao lưu lại bắt buộc nha. Rồi như vậy và tạo ví xong thì bây giờ bước sơ cái cách sử dụng ví cái đi, nó có hai mạng testnet và mainnet thôi không, chuyển qua lại ở phía trên bên phải màn hình ha. Ok, rồi bây giờ coi như cái phần tạo ví xong, mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo và tham gia testnet. Bây giờ test là test cái gì đây? Thì mình có đăng sẵn ở trên Twitter và bố cục cũng rất rõ ràng cho mọi người từng bước một các bạn nha. Đầu tiên có ví rồi thì mình có thể đi vòi, đúng không? Vào cái đồng ETH ở mạng Starnet.
bấm vào thôi, dán địa chỉ ví và vòi thôi các bạn. Đây là ví chính của tôi nè. Đó, bước này thì nói chung là để cho anh em tiết kiệm thời gian thôi, chứ cũng không cần thiết mấy ha. Mình vẫn có thể cầu từ cái đồng ETH các bạn Gary bên ví Meta sang cái ví này được. Bước này thì để tiết kiệm thời gian cho những cái bước tiếp theo thôi. Tại sao như vậy? Muốn bắt làm rồi sẽ biết các bạn nha. Rồi anh em dán ví vô, sau đó bấm request không và nhận được thôi. Do mình là đã vòi rồi nên bây giờ nó không cho vòi nữa thôi. Rồi đó là cách vòi các bạn nha. Còn trường hợp mấy bạn vòi không được cũng không thành vấn đề đâu, vẫn có cách khác cho mọi người ha. Tương tự như vậy, bước vừa rồi và mình đi vòi cái đồng ETH, bây giờ mình sẽ vòi token, chia sẻ cho các bạn đầy đủ luôn. Nhưng mà cái bước vòi token này cũng không nhất thiết đâu các bạn, bỏ qua cũng được ha. Nhưng mà bây giờ mình làm video thì mình làm chi tiết để cho các bạn tham khảo luôn. Rồi bấm vào link, nó sẽ có một cái link ở trên yêu cầu mình bấm vào để vòi nè. Vòi gì vậy? À, ở phía dưới các bạn, vòi USDC và đồng DAI. Để vòi được cái token này thì các bạn kéo xuống ha, sau đó truy cập vô một Ray Contract nè, kết nối địa nối ví Connect để xem ví mình đang đợi ở Testnet hay là Mainnet. Đây Testnet ha. Rồi truy cập vô cái mục thứ ba Request Fund, sau đó các bạn quay lại bằng copy contract từ cái trang mà nó hướng dẫn vòi nè. Đây, tại bước vòi này thì đợi đâu đó tầm cỡ nửa tiếng nó mới về ví các bạn nha. Đây, dán cái contract vào, sau bấm transact và xong approve. Để vòi được token thì bắt buộc bạn phải có cái đồng ETH Starknet ở trên ví sẵn các bạn nha. Đấy. Rồi cái cách vòi đồng DAI thì tương tự ha, mình làm lướt lướt để cho nó tiết kiệm thời gian. Đồng DAI thì copy cái contract của đồng DAI dán vô và xong. Như vậy là xong cái phần đi vòi coin và vòi token. Bây giờ mình sẽ tiến tới cái bước tiếp theo, và bước này là quan trọng nhất trong cái series tham gia testnet ở trên Starknet ha, đó chính là sử dụng cái cầu chính chủ, cầu Stargate. Bước sơ coi những bước gì. Thứ nhất là xài cái cầu nè các bạn. Cái thứ hai là đi tham gia những cái DApp ở trên nó, ví dụ như những sàn DEX nè ha, rồi những dự án NFT, đúng không? Launchpad này nọ và dịch vụ cho vay phi tập trung. Đấy. Rồi, đối với cầu này thì rất là dễ, không có gì khó, nhưng mà vấn đề là mình phải tĩnh tâm ha. Rất là chậm các bạn nha. Anh em chọn ở trên cầu và chọn testnet ha, girly. Ok, connect ví nè. Connect và connect ví MetaSmart trước. Tại vì bây giờ sử dụng cầu này thì tương tự như trên zkSync thôi các bạn nha. Mình cầu của đồng ETH ở mạng Gearly trên ví Meta đưa qua cái mạng Starknet. Nhưng ở trên zkSync là gì? Nó tích hợp sẵn ở trên một cái ví Meta thôi. Còn đối với thằng Starknet này đi riêng một cái ví riêng của nó, chính là ví AzoneX ha. Thì nó phức tạp hơn tí thôi. Rồi, bây giờ bước này mình sẽ connect ví Azen nè. Connect. Lưu ý ngay đây một cái, đối với những bạn mà trước giờ chưa tham gia test này ở trên ví Meta thì các bạn chuyển chuyển mạng qua cái mạng Gearly các bạn nha. Trường hợp các bạn không thấy mạng Gally ở trên cái ví của bạn, và các bạn bấm vô cái phần hay show hoặc là hay cái mạng testnet lên ha, cho nó hiển thị thì tự động nó hiện thôi, không cần thêm mạng nha vào ví đâu, nó hiện, nó có sẵn ở trên ví Meta luôn, mình chỉ cần hiện nó lên và thấy. Rồi, để cầu thì bây giờ trên ví Meta của các bạn bắt buộc phải có cái đồng ETH Gally. Nếu mà chưa có thì vội đâu, giờ nói này cũng hơi dư thôi, nhưng mà thôi nói đi, tại vì có nhiều bạn mới đúng không. Gally Faucet, mấy cái đường link này mình cũng đặt sẵn cho các bạn luôn, yên tâm đi. Ông nào có rồi thì khỏi vội nữa. Rồi cái đồng ETH Gally này thì các bạn copy ví Meta ha, dán vào thôi, copy dán. Trường hợp mấy ông chưa đăng ký ký tài khoản ở trên cái trang Gally Faucet thì mình đăng ký bằng email, sau đó dán địa chỉ ví và vòi thôi. Mỗi 24 giờ vòi được một lần. Ồ, bữa nay bị giảm rồi các bạn. Lúc trước là mỗi lần được 0.1 ha, bây giờ là 0.05. Rồi bây giờ mình tiến hành. Video này hơi dài các bạn, ý là mình đã chuẩn bị một bước sẵn rồi đó, nhưng mà nó vẫn dài ha, vì mạng nó chậm. Không phải mạng máy tính chậm ha, mà mạng Starknet rất chậm, Starknet.
nên anh em chịu khó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cầu cái đồng ETH ở mạng Gavi sang cái thằng Starknet, nhập thôi số lượng. Ví dụ trên ví tôi hiện tại là 0.3, tôi cầu qua 0.1 thôi. Và bước này để chia sẻ cho các bạn thôi, chứ thật ra mình đã cầu trước đó rồi. Chứ bây giờ đợi cầu rồi ngồi làm video và vừa phải đợi cầu nữa thì thôi chịu luôn. Cái bước cầu này tốn đâu đó tầm cỡ bao nhiêu nhỉ? Chắc hơn 30 phút nó mới qua các bạn nha. Cực kỳ chậm. Rồi. Nó báo thành công vậy đó, nhưng mà nó chưa qua bên ví ở bên mạng Startnet đâu ha. Đợi đâu đó tầm cỡ 30 phút. Rồi bây giờ sử dụng xong cái cầu thì anh em cố gắng lặp đi lặp lại nhiều lần ha. Ví dụ như hàng nạp từ hàng Gavi qua thằng Startnet thì qua vô một withdraw này ha, rút từ Startnet ngược lại mạng Ethereum ở mạng Gavi, không cứ qua lại deposit và chuyển từ Gavi vào Startnet, withdraw là chuyển từ Startnet đi ra mạng Gavi. Nó vậy thôi, và mình làm cố gắng làm càng nhiều bước, càng nhiều lần, đúng không? Để tăng cái khả năng. Tăng khả năng sau này mà có Europe mình sẽ được cái gọi là những cái vé đảm bảo ha. Tại sao vậy? Cần cù đúng không? Siêng năng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô phần tiếp theo và trải nghiệm ở trên những cái sàn DEX. Nói chung không phải tự nhiên tôi có sẵn ở trên mạng Startnet đâu các bạn nha. Cũng cũng là đã do làm trước ha, đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ ấy. Cho nó ví nè. Làm thử một cái thôi. Và sàn SmileWAP, đây là một cái sàn DEX ở trên mạng Startnet thôi, đang chạy phiên bản thử nghiệm. Và giao diện thì rất đơn giản các bạn nha. Và hầu như tất cả những cái sàn này nè, mình liệt kê một sàn, hai sàn, ba sàn, bốn sàn, tổng cộng bốn cái sàn DEX ha, giao diện đều giống nhau nên cách sử dụng là như nhau, các bạn cứ làm theo thôi. Mình giờ làm cái minh họa thôi các bạn, chứ giờ làm hết nữa và đắm đuối. Chọn swap từ đồng ETH ha. ETH này tất nhiên là thuộc mạng Startnet rồi đó, lúc trước mà mình cầu qua sẵn 0.2 này ha. Swap qua token USDC đi. Số lượng 0.05. Ok. Swap. Chờ chờ nó xác nhận cái phí gas. Nói chung cái phí gas mình thấy là cực kỳ rẻ các bạn nha. Khủng khiếp không? Rẻ nhất trong tất cả các mạng luôn nè. Rẻ hơn bên Zkcen ha, rẻ hơn bên Arbitrum. Nhưng mà nói gì cái tốc độ thì hy vọng sau này mainnet thì nó khá hơn tí, chứ cái tốc độ ở trên testnet này thôi rồi. Làm kèo này thì anh em chịu khó chăm mình trà ha. Rồi bánh mứt gì đó, ngồi để tĩnh tâm. Thời gian swap qua thì đâu đó tầm cỡ 15 tới 20 phút. Cỡ 10 phút các bạn. Đợi thôi. Và để tiết kiệm thời gian thì mình lưu ý thêm, các bạn có thể mở 1 2 3 4 4 cái sàn DEX này chạy cùng lúc, đúng không? Để mình chờ chờ một lần thôi, làm luôn đi ha. Thử cái này thôi, ví dụ như thằng ZD swap nè, trong thời gian chờ đợi mình làm luôn, đúng không? Cũng làm như vậy thôi. Mình sử dụng đồng ETH mình swap vào những token khác. Sao vậy? À, chưa connect ví. Không, lỡ chờ thì mở bốn cái sàn DEX lên làm lượt luôn. Bên đây cũng vậy. Warp 0.005. Confirm. Chờ một tí cho nó load cái phí gas. Thật ra trên mạng mainnet nó cũng chậm cỡ như vậy nè các bạn. Thử rồi không, chứ không phải chưa thử đâu ha. Xong video này tôi làm ở trên mainnet luôn. Về cái các bước và các dự án á, thì mình xem như vậy và bao đủ các bạn nha. Còn vấn đề là khi nào nó snapshot và điều kiện như thế nào thì phụ thuộc cho dự án. Nên anh em đã làm rồi thì cố gắng làm cho nó lặp đi lặp lại nhiều lần ha. Rồi, sau cái bước swap thì các bạn chuyển qua cái phần bull để thêm thanh khoản, và sàn DEX nào cũng vậy nha, nó có bull thì cứ qua bull. Bull là gì? Là đi thêm thanh khoản giữa hai cái cặp tiền đúng không? Add liquid. Cho lót vào một cái. ETH nè, hồi nãy swap qua USDC đúng không? Đấy. Rồi nhập số lượng thôi. Mình đang có một USDC. Nhập một USDC làm minh họa thôi. Ở này là swap ha. Bull này. ETH nè. USDC này.
Chọn một con ha. Rồi, add liquid. Approve và xong. Nói vậy thôi chứ video này làm cũng tóm gọn trong khoảng 30 phút là xong thôi các bạn. Chịu khó xem ha. Ông nào mà xem ngán quá thì bật qua cái chế độ trên YouTube nó có chỉnh tốc độ ha, 1.5 gì đó. Chứ giờ mà tốc độ này là hết công suất của tôi rồi. Tôi phải chờ nó chạy nữa, đúng không? Rồi. Ở bên sàn SmileSwap thì nó chỉ có một swap và pool thôi và thêm thanh khoản thôi. Còn riêng ở bên hàng ZadiSwap thì nó có thêm cái mục stat nữa các bạn nha. Các bạn thử luôn. Có gì trong đây? À, chưa mở luôn hả? Zap. Zap là gì? Ví dụ cứ thử hết bạn, tính năng nào mà thử được cứ thử ha. Nó đang bị nó đang xử lý giao dịch nè, đúng không? Nên thành ra và nó phải chờ. Thôi rồi, đại khái vậy các bạn nha. Anh em chờ khi mà nó swap xong rồi thử luôn cái tính năng bull rồi start của nó và xong. Hiện tại cái mục đặt cọc này nó chưa có mở. Mình bỏ qua ha, mình thử cái mục giáp nè. Do bây giờ chắc là tôi đang còn lệnh bị treo á, nên nó không có hiển thị cái mục này ha. Rồi tương tự như vậy cho hai sàn DEX tiếp theo đó chính là StarSwap và AlphaRock, đúng không? Thử luôn hàng này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái dự án tiếp theo, đúng không? Đó chính là dự án cho vay phi tập trung đến từ thằng Xbank, làm tương tự thôi, connect ví. Chọn ví Azen, connect. Nói tới cho vay thì quá dễ rồi, đúng không? Muốn vay được phải có tài sản thế chấp. Đấy, mấy gì thế chấp, trên ví có gì thì thế chấp bằng cái đó thôi. Ví dụ ví mình có USDC từ cái bước swap trước đó, đó thì mình sử dụng USDC. Còn trường hợp cái ví mình á, và có đồng ETH thì xài ETH thôi. Chậm dữ nha. Rồi ETH các bạn nha, lưu ý anh em nha, ngay cái bước này nè các bạn nhớ bật lên ha. Tại sao vậy? Bật cái tính năng này bật lên chấp nhận lấy tài sản đó làm tài sản thế chấp, nên các bạn khi các bạn bật lên các bạn có thể thao tác những cái tính năng vay tiếp theo tại cái bước này và bước gì nạp vô để làm tài sản thế chấp ha. Rồi nó đang pending ha các bạn nha. Một lát khi mà nó xác nhận giao dịch xong á, thì ngay đây nó sẽ hiện màu xanh cho các bạn thôi. Rồi bây giờ mình nạp vô nè. Trên ví đang có 0.2 ETH đúng không? Maximum không? Đừng bao giờ maximum mấy ông nha. Để dành vài đằng xài thì cầu cực lắm. Cầu đợi lâu quá mà. 0.001 thôi. Rồi. Deposit. Hai. Cái vấn đề nó dở trên mạng này một cái nè, và khi mà giao dịch mình đang bị treo á, và mình không làm được cái bước gì tiếp theo hết á. Đúng không? Thì giờ mình nói thôi các bạn nha, chứ ngồi mà chờ nữa thì thua luôn. Tại bước này các bạn nạp vô, đúng không? Deposit nạp vô, còn muốn withdraw rút ra thì qua cái mục withdraw để rút. Và khi các bạn nạp vô thì cái tài sản này của bạn nè trở thành tài sản thế chấp ha. Sau đó các bạn đi qua bên cái mục ở bên borrow đấy, bấm vào. Ví dụ lúc nãy nạp cái đồng ETH đúng không, thì qua bên đây vay tiếp cái đồng ETH. Vay bao nhiêu thì nó cho bao nhiêu, thì các bạn vay tầm cỡ 50% của nó trở lại thôi, đừng có tẹt ga ha. Tại vì khi mà giá ETH á, khi đi vào mainnet nha, còn trên testnet nó có bị thanh lý thì cũng không thành vấn đề, đúng không? Còn khi đi vào mainnet thì mình phải kỹ đó, mình vay một khoản vay gì đó và cho nó hợp lý, đừng có show hand. Vì khi mà giá ETH đang bình thường thì thôi, mà đang rụng cái, chỉ cần rụng một cái mà các bạn không có tiền trả kịp mà nó thanh lý ha, mất cả vốn lẫn lời đấy. Rồi thêm nói thêm phần này nữa, cái khi các bạn nạp vô làm tài sản thế chấp thì có được cái lợi nhuận ha, 12,6% trên năm, đúng không? Ok, một market này có gì hay không, vô xem luôn. Không các bạn, trong đây có biểu đồ này nọ thôi. Rồi như vậy là xong luôn cái phần lending and borrow ha. Dự án tiếp theo Starnet Australia, thằng này là trùm chậm luôn nè, một cái low bat ở trên mạng Starnet, nhưng mà hiện tại đang bảo trì, bỏ qua bấm vô xem thử một cái, đang bảo trì các bạn. Cách làm thì cũng rất là dễ, không có gì đâu ha, chỗ nào bấm được mấy ông cứ bấm là xong.
có gì mình sẽ cập nhật thêm ở trong Telegram khi mà nó bảo trì xong. Rồi bây giờ đi tiếp theo, hai dự án tiếp theo chính là dự án NFT. Thứ nhất đến từ thằng gì? Thằng Brin ha. Brin. Đối với thằng này thì nó cho các bạn tạo NFT. Đây mình sẽ làm thử cho mọi người xem. Từng cái một. Connect ví. Lần đầu tiên các bạn kết nối ví á, là các bạn sẽ không may được được cái NFT đâu. Các bạn bấm vào may nè ha. Nó sẽ hiện báo lỗi. Nó yêu cầu các bạn là đi vòi cái đồng vòi Rin vào 1.000 Rin. Các bạn chỉ cần bấm vào vòi thôi. Và lưu ý cái gì? Khi các bạn bấm vào nó báo lỗi. Nhưng mà ở trên ví nó lại không có nhảy lên cho các bạn xác minh. Thì các bạn chủ động ha. Bấm ở trên ví một cái. Đúng không? Thì sẽ thấy nó yêu cầu xác minh giao dịch. Approve cái ở trên ví. Rồi chờ đâu đó cỡ 30 phút các bạn nha. Thì trong thời gian đó thì các bạn quay qua làm chuyện gì đó, nhưng mà khoảng 30 phút thì mình đã thử rồi, đúng không? Sau đó khi mà các bạn đã vòi thành công cái thằng Rin á, nó mới mở ra tính năng này cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình làm nè. Tại đây thì mình đặt tên thôi. Đặt tên NFT, ví dụ như là GM đi ha, Good Morning cũng được. Description mô tả, gõ cái gì đó cũng được tùy ý luôn. Ví dụ Go to the Mark đi. Kèo này làm cực quá, phải lên tới sao Hỏa mới được. Lên mặt trăng lỗ vốn đúng không? Next. Drop email. Drop làm sao đây? Drop. Next. My. Xin. Rồi xác nhận tên ví. Như vậy là xong rồi các bạn. Xong My NFT. Và các bạn có thể lặp đi lặp lại thao tác nhiều lần ha, mai nhiều NFT lên 5 6 cái, 7 8 cái gì đó. Nếu mà có thời gian. Status trạng thái và đang pending các bạn nha, đợi. Rồi chỉ có như vậy thôi. Rồi dự án tiếp theo cũng là NFT thì đây là dự án Bitmap Box. Thì đối với thằng này là một cái market NFT có thể mua bán các bạn nha. Connect ví, các bạn truy cập vô một shop nè, chọn một cái NFT bất kỳ, mua một cái là xong thôi, giá là 0 đồng các bạn, mình chỉ cần tốn ga để mình mua thôi ha. Mua xác nhận trên ví, chờ, vẫn là chờ đợi thôi, để chờ và hạnh phúc mà. Sau khi nó xác nhận xong, các bạn nói chung mỗi một cái bước ở trên thằng Starnet này đợi đâu đó tầm cỡ phải 15 20 phút, 30 phút luôn các bạn nha. Thì các bạn sẽ thấy NFT của bạn về trong cái mục NFT trên ví thôi. Thì mấy cái NFT này là tôi làm cách đây chắc khoảng nửa năm trước rồi đó. Nay vô ví kiểm tra lại mới thấy thôi. Lúc trước làm xong cũng bỏ rồi các bạn, chứ không có ngồi canh kiểu vậy đâu ha. Mấy ông cứ làm hết các bước như mình nãy giờ, mọi việc để cho nó tự xử lý ha. Cứ tắt máy mà cũng được, tại vì cái giao dịch mình đã gửi đi và đi rồi thì các bạn có thể tra trên lóc nè. Đây tra thử cho mọi người xem ha. Ví dụ như mấy cái giao dịch approve này đi, này bấm vào. Các bạn có thể tra tên thằng StatCan ha. Nó đang xử lý các bạn, còn mấy bước nữa mới xong nè. Nãy giờ mà chưa xong đâu vào đâu hết đúng không? Thì cái việc đó là để cho nó tự xử lý. Công việc mình thao tác là vậy thôi, đúng không? Rồi, còn cái dự án gì nữa hay không? Hết rồi các bạn, như đây đắm đuối, như đây mà mấy ông làm, nếu mà làm hết phải 2 tiếng đồng hồ các bạn nha. Nên các bạn cứ làm qua một lần hết cho mình tất cả cái dự án nè, làm qua hết cái rồi bỏ cho nó xác nhận. Khi nào xác nhận vậy, ví dụ sáng mình làm, chiều mình quay lại mình vô mình coi xác nhận xong cái mình làm tiếp những bước tiếp theo nó vậy ha. Rồi như vậy là xong. Trong quá trình thao tác còn gặp vấn đề gì nữa thì các bạn để lại comment, đừng quên join kênh Telegram để nhận tin nhanh các bạn nha. Những cái tin gì thì những kèo đơn giản mình sẽ cập nhật ở trong Telegram. Đặc biệt kèo này lúc trước làm nè, phải không? Whitelist con gì nhỉ? Con Hashflow, con mà đang chuẩn bị lau bull ở trên Binance ha. Và tối nay cho mai NFT miễn phí. Vô mai cái lượm kè hơn 300 đô mỗi ví. Hôm qua tôi lượm được con bán được 400, hơn 400. Còn ai mà bán sớm thì tầm cỡ 300 ha. Đấy, rất là kèo nha, chất lượng, rất là nhiều kèo chất lượng, nhưng mà nhiều kèo đơn giản thì mình không có share trên YouTube.
Với lại cái bút làm mà các bạn không biết nó là tiềm năng hay không tiềm năng đâu ha. Ví dụ như kèo mà tham gia testnet như vậy này kia đó, dự án lớn, ok, thì biết nó là sẽ là tiềm năng nên share. Còn những cái kèo mà làm đơn giản quá như vậy cũng không có nhiều thông tin về dự án ban đầu á, thì chỉ làm nhanh ở trong Telegram thôi anh em nha. Nên mọi người chưa join Telegram thì join để nhận tin nhanh. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.